em. Tôi đã ôn cho các em khoảng được khoảng hơn 20 năm tiết, 20 năm video về chương trình nâng cao hóa rồi được phòng các em. Tiếp tục ngày hôm nay được tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn các em bài tập chủ đề về xác định công thức tiếp tục cho các em. Vậy thì các em quan sát vào đây. Tôi số 1 cho các em. Hòa tan một oxit kim loại H3 cho các em. Trong một lượng vừa đủ dung dịch H4 20% người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 21,756% các em. Cuộc xác định công thức phân tử oxit đã đem phản ứng nha. Bài này là dành chủ đề xác định công thức nha. Ở những bài học trước video trước tôi đã dạy rất nhiều dạng này luôn ha. Này tôi ôn tập rất là thôi nha. Rồi tôi tóm tắt bài này cho các em này. Dung dịch cho biết còn ha. Cho biết. Rồi mình xác định nào. Một oxit kim loại H3. Vậy là mình đọc là gì em? H2O3 đi nha, hoặc là A2O3 cũng được. Tác dụng với H2 dung dịch H2O4 nha, có nồng độ 20%. Đó. Thì thu được dung dịch muối. Muối này chắc ăn là muối có nồng độ 21,756%, nồng độ muối của nó chính là gì em? Là X2SO4 3 lần. Có nồng độ là 21,756%. Rồi thì đã yêu cầu xác định công thức oxit. Mà muốn xác định được công thức thì rất đơn giản, phải tìm ra X là nguyên tố là gì, nha là kim loại gì nha. Tôi đoán là chắc là một là nhôm, hai là sắt, nó cũng hoa chỉ bằng nha. Vậy thì đây giờ tôi sẽ phân tích cho các em bài ha. Bài có rất nhiều cách giải ha. Có một dạng làm theo đưa về quy về 100 nha, hay là quy về 1 mol. Nhưng mà bài này tôi sẽ làm cái cách mà có thể nó dài hơn một chút xíu ha, nhưng mà nó rất là hay ha. Đó, vậy thì các em coi phân tích nào. Đầu tiên tôi viết phương trình trước ha. Cái đầu tiên thì em gọi đi, cái này tóm tắt thôi nhé. Cái này tóm tắt giờ mình giải ra, gọi oxit đầu tiên là X2O3 ha. Sau đó tôi viết phương trình vào ha. X2O3 cộng với H2SO4 thì tạo thành X2SO4 nó ngoài 3 lần. Và nước nha các em. Rồi, bài hóa chỉ có hai chỗ giải quyết thôi. Theo nồng độ, một là nồng độ muối và nồng độ H2O4. Vậy thì tôi sẽ theo nồng độ này tôi để xác định. Vậy thì tôi viết công thức ở đây. Tôi viết bên này nha. Rồi, có nghĩa là nồng độ phần trăm của dung dịch X2SO4 3 lần mà các em học rồi. Mà muốn tính nồng độ này thì phải bằng tìm được khối lượng của nó nha, là X2SO4 đóng ngoặc 3 lần nhân cho 100%, chia cho là phải chia cho M dung dịch sau phản ứng đó em ạ. Phần trăm cho rồi nè, 21,756% nha. Thiếu khối lượng này nha, thiếu khối lượng muối này nè và khối lượng dung dịch sau phản ứng thì phải tìm ngược vấn đề lên nha. Vậy thì tìm khối lượng ra, vậy thì tìm được không? Tôi sẽ phân tích bên này nha. Tôi sẽ tìm ra là thứ nhất, tôi sẽ tìm ra khối lượng X2SO4 nó ngoài 3 lần mà em học rồi. Khối lượng luôn luôn bằng 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 mol nhân mol lớn. Em muốn tìm được khối lượng của nó phải tìm được mol, đúng không? Mol chưa có, không có cơ sở tìm mol gì. Vậy thì tôi sẽ đặt mol của nó, mol đặt đây đi. Rồi mà đáng nghĩa đặt x vào đây có x rồi, về đặt chữ cái khác đi nha. Đây là a mol, vậy là 3 a mol. Đây là a mol, đây là 3 a mol. Rồi khối lượng thì bằng mol nhân mà lớn, mol là a này, mà lớn thì em tính ra em lấy SO4 này, SO4 là 96 nhân cho 3 288 cộng cho 2x đó. Đây là khối lượng của nó nè, đó có khối lượng theo ẩn nha. Rồi tiếp tục tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng. Rồi khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng cái gì ha? Em nào khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng khối lượng chất tan, đúng không? Cộng khối lượng dung môi, dung môi đây chính là dung dịch, mà dung dịch đây chính là dung dịch axit sulfuric. Khối lượng chất tan là khối lượng X2O3 cộng cho khối lượng dung môi là khối lượng dung dịch H2SO4. Mà khối lượng X2O3 đứng dễ dàng, nó có mol này nhưng mà lớn. Vậy là gì? Mol là A, cái này là 2X, đúng không? 16 x 3, 48 nè.
cộng dung dịch H2N4 nha. Thì M dung dịch H4 được ngay, tôi viết ngược vấn đề đây. M dung dịch H4 rồi theo công thức C% nha. Em học là C% bằng M chất tan nhân 100 chia M dung dịch đúng không? Vậy M dung dịch của nó thì chính là bằng gì em? Bằng khối lượng chất tan của H2O4 nhân cho 100% chia cho C% của nó. Em khối lượng H2O4 tính được luôn. Bằng mol nhân M lớn. Vậy là 3A nhân cho 98 nhân cho 100 chia C% của nó là để cho bằng 20. Em mới tính điều này luôn. Nha. Các em lấy 3.098 nhân cho 100 chia 20. Đặt số bằng 1470. Nha, các biết sách vui về đây chút xíu nhé. Bằng 1470 A gam. Đúng không? Rồi, vậy thì đúng nhé. Thấy vô đây 1470 A. Có A chung đặt A là nhân tử luôn đi. Đặt A ra ngoài còn 2X cộng cho 48 cộng cho 147 thôi. Tí đo này luôn đi, đo này luôn này. Thì bằng này gam nha các em. Đo này luôn cho nó gọn này tí nè. 2X đúng không? Cộng này. Cái này này là 8 nè. Đúng không? Cái này là 1 5 1518 gam. Rồi em ráp vào đây nha, tôi thay vào nè. MX2SO4 có đây. Vậy là A nhân cho 288 cộng 2X đúng không? Vậy đỡ này ha, nhân cho 100% chia cho M dung dịch sao đứng này nó nè em. Là A nè nhân cho 2X cộng 1518. Hai này giống nhau đơn giản mất. Mất A đi. Rồi em dùng máy tính em bấm thôi. Em nhập cái này vô máy tính thôi. A này đơn giản mất. Còn 288 cộng 2X đóng ngoặc lại nhân cho 100 chia cho 2X. Bấm xịt xô trên máy tính luôn cho tôi. Em bấm máy tính này. Em nhập này vô máy tính này. Nhập hết cái này vô máy tính nha. Bấm xịt xô lên. Máy tính nó nghĩ được X bằng 27,0 mấy á ha. Thì mấy này nó tròn 27. Mà 27 mình biết chắc chắn nó là nhô thôi. Đúng không? Kết luận vậy. Oxy cần tiền. Là nhô 2O3 nha các em. Rồi các em chỉnh lại vậy. Các em quan sát những câu tiếp theo nha em. Đốt 40,6 nhắn hợp nhô và kém trong bình khí clo. Sau một thời gian ngừng hành phản ứng thu được 65,45 gam hỗn hợp chất rắn. Chất rắn nha. Có 4 hỗn hợp gồm 4 chất rắn nha các em. Ồ cái này cẩn thận nha. Dẫn toàn bộ lượng chất rắn trên titan và dung dịch HCl thì thu được V lít H2 điều kiện tiêu chuẩn. Dẫn V lít khí này qua đi qua ống ra được 80 gam dung dịch CuO nung nóng. Sau thời gian thấy ống còn lại là 72,32 gam chất rắn và chỉ có 80% H2 đã phản ứng nha. Vậy thì yêu cầu xác định phần trăm khối lượng các kim loại có trong hỗn hợp gồm nhôm và kẽm nha. Đọc cái bài lên thì cũng khá dài các em nha. Giờ tôi tóm tắt chút xíu đi cho các em nè. Đó, có các em tôi hướng dẫn tóm tắt này các em nha. Đó, nghe cho biết nha các em. Nghe cho biết đây đi. Rồi, cho đầu tiên là cho 40,6 gam hỗn hợp nha. 40,6 gam hỗn hợp trong đây gồm hai kim loại kẽm và nhôm phải không? Nhôm và kẽm. Rồi đốt là em đi đốt đúng không các em? Rồi đốt trong bình đựng khí clo 2 và tác dụng với khí clo 2 đó các em. Theo quy tắc thì hai ngày tác dụng với nhau thì sẽ tạo ra sản phẩm là nhôm Cl3 và ZnCl2. Đây là chất rắn đấy nha, hai này chất rắn nha, chứ không phải là dung dịch nha các em. Khi em tác dụng axit đi HCl thì ta dung dịch muối nha. Còn này khi em đốt thì tạo thành là hai là muối khác hết nha, là chất rắn đó. Rồi sau một thời gian ngừng phản ứng thu được 65,45 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn cơ em. Trời ơi trời, 4 chất rắn cơ, không phải là một chất rắn nha, được 4 chất rắn cơ.
mà trong đây nó có bao nhiêu em? À, uống chất rắn mà nó gồm trong đây là gồm là 65,45 nha. Đây, tôi viết ở đây nha. 65,45 nha. Theo quy tắc là vậy, vậy tác dụng này chỉ có ra hai chất rắn thôi. Còn nếu clo dư thì nó ra khí mà, đúng không? Vậy thì bốn chất rắn thì chắc ăn hai này phải dư mới ra bốn được. Vậy thì chắc ăn phải có nhôm như và kẽm như nha các em. Đó, phải tập phân tích bài như vậy nha. Tiếp tục, cho toàn bộ lượng chất rắn lên trên nha, tác dụng với HCl. Và wow, tác dụng HCl. Nếu mà tác dụng HCl chỉ có là tác dụng, chỉ có hai này tác dụng thôi, đúng không? Hai này có tác dụng không? Không, đúng không? Đó. Nếu dẫn toàn bộ lượng chất rắn lên trên đang vào dung dịch HCl thì thu được về lý khí H2. Ồ, hai này tác dụng cho này. Tất cả là thu được khí H2 rồi. Thu được về khí H2. Rồi, yêu cầu tiếp theo nha. Ở điều kiện tiêu chuẩn hơn nha. Dẫn V này, lít này đi qua 80g CO. Đó, có nghĩa là tác dụng với CO. Và đây là CO có 80g nha. Rồi. Đúng lắm. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại là 72,32g. Đó, trong khi bạn đứng thu được 72,32g chất rắn. Và đắn ở đây tí chắc ăn là dẫn nhiệt lên ra CO ra vô đây thì chắc ăn thu được chất rắn là CO. Đúng không? Là CO chứ. Nha. Nó lộn nữa. Khi em dẫn khí H2 này qua dây CuO thì chắc ăn thu được chất rắn là Cu, đúng không? Qua đầu. Đó. Rồi. Dẫn V lý khí này qua bình đựng ống 80g CuO nung nóng nha. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại là 72,32g chất rắn, đúng chưa? Rồi. Và chỉ có 80% H2 đã phản ứng thôi nha. Và lưu ý là trong đây chỉ có 80% H2 đã phản ứng. Vậy thì nó phải 100% nó làm bao nhiêu? Tí phải làm vấn đề ở sau nha. Yêu cầu xác định phần trăm kim loại. Có nghĩa là yêu cầu tìm phần trăm nhôm và tìm phần trăm của kẽm. Mà muốn tìm phần trăm nhôm và kẽm thì tìm được khối lượng của nó, đúng không? Vậy thì đầu tiên, tôi hướng dẫn các em xử lý bài tập này ha. Các em chừa cho tôi còn một vài dòng này có thể khả năng tìm ngon hơn gì không? Các bạn nha, này hỗn hợp cũng được rồi. Là cũng hỗn hợp cũng được rồi nha. Nhưng mà cái kia có khả năng là đúng không? 80g này tìm được. Đó, và chị giờ tôi phân tích bài nha. Rồi các em quan sát tôi có tính bài này, ta có. Rồi tôi biết chưa đem một vài dòng nha, coi có khả năng món nó gọi không nha. Tôi biết phương trình nha các em. Phương trình nào? Đầu tiên tôi lấy nhôm, biết tất cả phương trình ra để mình phân tích cho dễ. Tạo thành nhôm Cl3. Để đổ lên nha. 2, 3 là 3, 2 2. Tiếp tục đến kẽm cộng với khí clo 2 thì tạo thành ZnCl2. À, phương trình ha. Rồi tiếp tục phương trình tiếp theo là nhôm và kẽm tác dụng HCl. Mà nhôm và kẽm này là gì em? Dư nha, không biết chưa dư cho dễ hiểu nha. Cộng với HCl thì tạo thành nhôm Cl3 và khí hydro là khí này. Cái này cộng với HCl này tạo thành ZnCl2 và khí đó nha. Rồi vì thế bài này là hỗn hợp đúng không? Vậy đầu tiên muốn tìm được mol của này đúng không? Mol hàng này ha, ở cái này nào nó tham gia vào nó vẫn còn dương nha các em. Vậy thì bài này phải gọi rồi, đầu tiên các em gọi Xt, gọi Xt là số mol nha. Lúc ban đầu của A của nhôm và gì em và kẽm rồi nó ban đầu thôi nha, còn nó tham gia thì chưa biết, mình phải đặt khác luôn thêm hai ẩn nhớ nha. Nếu mà nó tham gia hết thì không kịp đặt ít y lên luôn đúng không? Đó nên nó tham gia hết đâu, nó dư mà. Vậy thì em phải gọi thêm nữa nha. Tiếp tục gọi đặt chữ cái khác đi, chữ gì? Z và T đi nha, là số mol tham gia phản ứng của nhôm
ba kèm nghe kèm đó. Rồi giờ tôi phân tích này, vậy đặt đây này z mon em, vậy thì tôi ráp ở đây nhân chéo trên ngang, vậy thì đây là gì em? Z mon luôn. Vậy đây là gì em? T mon. Rồi rồi này, nhân 2 chia 2 là 1 à. T mon đây được cân bằng, là đây là T mon luôn. Vậy mon nhôm dư là gì? Lấy mon của đẹp trừ đi mon thám ra, hiểu không? Đã dư. Vậy mon nhôm dư tham gia chính là nhôm mon dư, mon mon nhôm dư này á thì chính là lấy x trừ đi x. Đó, nó liên quan đến hydro nha. Vậy đây này cân bằng nha, chưa cân bằng nha các em. Cái này là 26 này, 2 này, 3 này, đúng không? Rồi cái này 2 nhớ cân bằng nha. Một chữ Z này nó giống số 2 quá, cẩn thận ha. Rồi cái này là 3 phần 2 nhân chéo này chia ngang này, x trừ Z mon. Cứ viết cho đi rồi tí mang đi xử lý. Rồi nha. Viết nha. Quá trời rồi đó. À, số mon kẽm dư rất là đơn giản đấy, số mon kẽm lúc ban đầu trừ đi số mon kẽm tham gia là T đó nha. Vậy là gì em? Y trừ T. Rồi đổi ở đây tỷ lệ mon mon luôn, Y trừ T mon luôn. Đấy chưa? Đấy, khá nhiều ý để mình làm cho các em nha. Rồi đầu tiên tôi lập trước này, tôi lập phương trình khối lượng hỗn hợp trước đi. Hỗn hợp này 40,6 gram hỗn hợp này. Giờ tôi có những phương trình gì nha, tôi phân tích bài cho em ra quan sát nha. Rồi đặt đây phần quả hàng này nào, quá dài rồi. Mà này cũng khá dài nha, để tôi viết tôi gọn ở đây sợ không đủ bài hết. Rồi phân tích nha. Người ta cho 40,6 gram hỗn hợp, tôi lập phương trình này. Ta có phương trình nha. Khối lượng hỗn hợp, vậy thì mol nhân ml 27 nhân x cộng 65 nhân y bằng 40,6 gram. Cái này hiểu không? Một phương trình khối lượng hỗn hợp, đúng chưa? Rồi một ý nha. Rồi tôi sẽ lập ý tiếp theo này. 65,45 gram gồm này và này. Em hiểu không? Đó, vậy con phân tích này. Gồm mỗi này là 65,45. Giờ tôi phân tích nha. Vậy khối lượng của nó em tính cho tôi ra. À, nhôm là nhiêu em? 27. Cờ no là 35,5 nhân cho 3. Này em mở lớn nó bằng bao nhiêu? Nha. Tôi lập phương trình nha. Và phương trình tiếp theo này, viết cái này đi không ngon nhọc nữa. Bao nhiêu em? 133,5. Này em mở lớn của nhôm CLA nha. 133,5 nhân cho mon của nó là Z cộng cho kẽm, kẽm là 65, cờ lo 35,5 nhân 271 đúng không? 136 nhân cho T cộng cho khối lượng nhôm dư là lấy 27 nhân x trừ Z, có nghĩa là 27 x đấy nhân cho x trừ z, tôi nhân vô luôn nha. Nha, 27 nhân x trừ z nhân vô là 27 trừ 27 z luôn. 27 x trừ 27 z luôn. Nha. Cộng cho khối lượng kẽm dư thì bằng mol dư của nó là y trừ t nhân 65 á, lấy 65 nhân y trừ t đó tôi nhân vô luôn nha. Vậy là 65 y. Trời ơi nó dài. Trừ đi 65 t. Quá trời nó dài em ơi. Bằng 65,45. Lúc cho nó gọn này dùng tôi cái. Rồi đồng giản nhau cũng gọn đi. Đặt đây là phương trình số 1 nha các em. Cái này 4 ẩn rồi trời. Quá dữ rồi ha. Rồi 27 x không có nào biết lại em. Rồi đến y đâu. Cộng 65 đi. Xếp cho trật tự luôn nha em. Rồi đến z này em. Em lấy cái gì? 133,5 em trừ đi bao nhiêu em? 27 đáp số bằng 106,5 z. Rồi đến t em lấy 136
nha. Em trừ đi 60 năm bằng 71. Cộng 71 đây cho 60 năm mấy 40 năm. Wow. Phương trình số 2. Nha. Ai ai dùng máy tính gì? À, máy tính 580 đúng không? Vậy em dùng 4 lần được mà. Đúng không? Cái này có thể thành công. Nếu em mặc được hai phương trình nữa là em làm được á. Rồi, giờ tôi làm tiếp theo nha. Tôi làm tới ý tới đây rồi, giờ tôi làm ý tới này. Tới đây. Tôi sẽ tìm mol CuO ra. Số mol CuO ra. Đây 80. M lớn của nó là 80 luôn, một mol. Rồi tôi viết phương trình nha. Tôi lấy toàn bộ lượng hydro, tôi đem tôi khử CuO thì tôi tạo thành đồng và nước. Đúng không em? Rồi, coi cái đọc kỹ cái đề coi, coi có hydro có dương nha. Dẫn khí hydro này qua ống được 80 gram CuO luôn nóng, sau một thời gian trong ống còn lại là 72,35 chất rắn nha. Vậy chất rắn này chính là đồng đúng không? Rồi các em nha. Lúc đầu mình lý thuyết, mình phân tích, mình cứ tưởng đây là CuO, nhưng mà tôi kiểm tra lại không thể là nhìn đi. Nếu giả sử nè, giả sử này nè, H2U chẳng hạn, lấy số mol đồng vào đây, lấy U em thấy một mol vào đây, thì ta đem nhiêu mol? Một mol. Vậy thì khối lượng đồng thu được nè, 1 nhân 64 là 64 gram, mà đề bài thu được nhiêu? 72 phải mấy mà, đúng không? Vậy là trái giải thuyết đề bài không? Vậy thì chứng tỏ làm sao? Đồng dương. Đúng không? Giờ mol nè, mol của hydro nè, tổng mol hydro tham gia là bằng nhiêu biết không? Đây, và đây. Bằng này mol của nó này, mol tham gia bằng này mol này. Đó, đây, cậu đây, nó mang đi tham gia, mà đây là gì có biết nhiêu mol mà thế. Đúng không? Không thể. Nha, vậy thì ở đây, giả sử nè, em nhìn quan sát này nha. Nếu mà cho một mol vào đây thì là khối lượng chất rắn phải thu được là 64 gram, mà đây là tới 72,5 gram. Điều này chứng tỏ là gì? Là CuO dương. Đúng không em? Vậy thì lúc này bài này không thể giải bài được. Nha, vậy thì tôi sẽ giải các nhà em coi đâu một tiết bài này. Rồi. Vậy thì giả sử tôi vẫn lấy bài luôn, tôi lấy là một mol này. Rồi tí tôi đang kết luận luôn được lại không? Suy ra MCO. Cái này em có thể em ghi nè, giả thiết đi nha. Giả sử em có thể ghi đây là giả sử. Giả sử H2U. H2U thì chắc anh phải lấy mol CuO đúng không? Vậy suy ra khối lượng đồng thu được là bằng 1 nhân 64 là 64 gam. 64 nhỏ hơn 72,32. Trái giải thích đây. Em có thể bỏ cái bước này luôn cho em. Cái này nó giải cho em không hiểu thôi. Giải thích đây. Em có thể, em nhìn vô em phân tích rồi em. Vậy thì em xác định nó như rồi, em bỏ cái nó biến đổi như thế này. Nha, trái giải thích đây. Vậy từ đây chứng tỏ. Chứng tỏ. Sao em? CuO dương chứ không phải H2O. Nha. Hiểu không? Hiểu cái gì nào? Đó. Nó dương ra. Rồi. Vậy thì giờ tôi phân tích bài nha. Giờ tôi sẽ chừa đây, tôi viết một phương trình mới để tôi xử lý này. Rồi. Phân tích nha các em. Tôi lấy hai này cộng CuO. Nè nhớ tay độ lên cho các em nha. Rồi đầu và nước. Vậy tôi hỏi em 72,32 gram là gồm cái gì? Tôi biết đó. Gồm đồng ở đây là chất rắn nha. Và CuO gì chứ? Em hiểu em thầy tôi nói không? Đó. Nha. Vậy thì tôi phân tích này. Vậy là gọi. Rồi x, y, z, t, t, r, y, chữ gì nữa? Chữ gì? Chữ A nhỏ đi. A là mol CuO tham gia phản ứng. Nha. Rồi. Giờ tôi phân tích bài nha. Không thôi em thấy lấy nguyên cái dạng này nè. Em lấy cái dạng này cũng được, có hai cách dạy.
em lấy cái tại vì CO dư mà lấy cái dàn mol này vô này, nguyên cái dàn mol này đắp đây, đổ ra đây, đổ ra đây, cũng được luôn nha. Đổ ra đây thì mình tìm tính là 72,32 gộp thằng này, thằng này em sẽ lập được một số chi nha. Cái điều đó chắc thôi để tí nếu mà các bạn chọn tôi sẽ phân tích coi có thành công nha. Nhưng mà tôi làm vậy thì nó êm hơn nè. Vậy tôi đố em, nó có a là mol tham gia phản ứng đúng không, vậy thì nó còn dư lại nhiêu mà nó phản ứng nè, đây là a mol đúng không, thì đây cũng bao nhiêu mol a mol và đây cũng nhiêu mol a mol luôn đúng không, tham gia phản ứng vậy nó còn dư lại nhiêu. Rất đơn giản, lấy gì một chữ này ra dư mình sẽ lập được phương trình gì, lập được phương trình gì đây nè, 72,32 gam nè, ta có phương trình. Tôi làm cái này nhanh nha, cho em để ý nha. Ta có phương trình là 72,2 gam gồm khối lượng của đồng thu được là 64 gam cộng cho khối lượng CO dư mà muốn như rất đơn giản, lấy mol của đề cho hạng 1 trừ đi tham gia là A nhân cho 80 mà lớn của CO là 80 bằng 72,32. Ồ cái gì cũng khá hay. Em bấm cái tính cùng tôi cái này không ship show luôn cho nha. Chỉ là A bằng bao nhiêu? Có phải là bằng 0,48 mol. Này có mol không? Mà mol hydro là nó là đây là đây này nè. Đây nè. Đây là hai cái này cộng lại nè. Chính là bằng 0,48. Nhưng cái bài tự nhiên có hiệu suất ở trong hydro chỉ dùng 80%. Đó, cái này nè, có gì mình sai cái này, có nhiều em mừng quá, phải dùng 8 vô. Bằng cái này nộp thêm một phương trình số 3 là em làm không được đâu nha. Phải cẩn thận cho máy nha. Giờ tôi sẽ phân tích bài nữa nha, giờ tôi phân tích chỗ này ha. Khá hay, tự nhiên rất nhiều luôn. Rồi, quá trời dài. Rồi, mà cái đề bài này tôi trình bày đến ha. Do đề bài em coi lý thuyết này coi. Do lượng hydro phản ứng chỉ có 20%. Do lượng hydro nha em phản ứng nha, không đủ chỗ đâu phản ứng. Tám mươi phần trăm nha em, nên số mol hydro lúc ban đầu đây là 100% đó em, có nghĩa là 0,48 mol hydro là nè, đó thu được nè, chỉ đạt bao nhiêu em, bao nhiêu em, 80% thôi. Vậy thì lúc ban đầu của nó là 100% các em, nhân chéo trên em, vậy thì số mol hydro nó này bằng lấy 0,48 nhân cho nhiêu em, 100% chia cho 80%, đó rồi em tính ra được bằng 0,6 mol. Đó, 0,6 mol. Vậy thì em mol hydro là 0,6 mol là đây em. Mà nó ở đây chính là nó ở đây nè. Mol hydro. Nó đi là toàn bộ men. Từ đây tôi suy ra được 3/2x cộng y trừ 3/2 z trừ cho t bằng mol hydro. Chỗ này tôi biết hơi lung tung nha. Các nãy thời biết chậm rồi, đây hết bảng rồi tôi phải làm nhanh, tôi nhanh vô nè. 3/2 hết là mol hydro đó. Rồi sẽ xét đi trước là cộng y này, nhân vô nè, trừ 3/2 hết này, trừ cho t này, chính là bằng mol hydro nè, mol nó nè. Lúc nãy tôi định cộng nguyên cái này, đặt ráp cái này, em hiểu ý tôi không? Nhưng mà nào vậy nó phải hơn một chút xíu cho các em này, đúng chưa? Vậy thì nó bằng 0.6. Mấy phương trình này em? Mấy là? Một phương trình, hai phương trình, có ba phương trình nè. Nha. Nha, có ba phương trình nữa các em. Nha các em. Rồi làm sao đây? Có ba phương trình mà bốn ẩn, làm sao mới tính? Phải
có bốn phương diện cái bệnh một chứ. Vậy thì em coi ở đây có mối quan hệ gì mình có thể thay thế hoặc là không nha. Trời ơi, bốn ẩn mà có ba phương trình sao bấm? Cho dù máy tính em có 580 ghi em giải hệ phương trình bốn ẩn nó không bấm được nữa. Vậy thì em hãy đâu còn ý để mình lập nữa đâu. Vậy thì mình phải nghĩ trong đây phải có mối quan hệ. Sẽ đơn giản gì? Tôi nhìn này, nó nói không có nghi à. Đang cần thiết tiện ích và y mà, đúng không? Em lấy cái này đặt trên tự lực. Tôi bị đồng thử mẫu cái này đi cho các em đẹp đẹp à. Nè, mất ức này cho các em nha. Rồi, ba ấy quy đồng thử mẫu này ha, đúng không? Cộng 2 trừ cho 3 chứ. Quy đồng lên trừ cho 2 t bằng 1,2. Ok, chỗ này em hiểu không? Chỗ này em cũng hiểu, đúng không? Rồi, em nhìn nha. Nhìn cho các em nha, bằng cái gì ha? Hai này có dấu trừ chung, đặt dấu trừ ra ngoài. Nhìn dấu cộng. Ok. Được. Được. Tương đương này. À, nó nghi là em đặt điện tử đi. Hai này đặt mấy là được biết không? Em thử lấy 106,5, em chia 71 dùng tốt đấy. Có phải là 3 phần 2 không? Nè, 105,5, 106 nha. Chỗ này hay nè, chia cho 71 nè. Có phải bằng 3 phần 2 không? Vậy ước chung lớn nhất là bằng nhau. Cầm này, cầm máy tính lên, cầm này, chia này cho tôi. Nếu 106,5 chia 3 là tí mình biết mình cầm nhân tử chỗ nào đó. Ước chung lớn nhất của nó là 35,5. Tí là 35,5 ra ngoài. Mình nghi về toán nhiều nha anh em. Em yếu toán là đơ liền á. Rồi, đến đây, đưa nha, để từ từ đi, đi cho chị. Rồi, cái này, cái này, có thấy tình hình êm rồi đó. Cộng cho 2T nha. Và muốn tìm số trừ, lấy số bị trừ. Trừ đi hiểu, có nghĩa là 3x cộng cho 2y trừ đi 1/2. Rồi, em đặt ra đây nha. Rồi tôi lấy là từ 2 suy ra. À, 27x tôi viết lại. Cộng 65y tôi viết lại. Đó, hôm nay tôi nói cho em là cái này rất quan trọng. Đó, em lấy 105 đúng không? 106,5 em chia 71 để tìm ước chung lớn nhất của nó. Lấy ngày chia này ra bằng 3 chia 2 đúng không? Có nghĩa là lấy ngày chia này ra 35,5 đúng không? Vậy ước chung lớn nhất có nghĩa là nó có nhân tử chung là 35,5. Vậy em lấy cái này em chia 35,5 nó lòi ra đặt 35,5 ra ngoài. 3 nhét nha. Cộng cho lấy 71 chia 35,5 ra 2T bằng 65,45. Wow, hay ghê ha. Rồi, em ráp vào này. 27x cộng 65y bằng 35,5 nhân 3z mà cộng 2t. Nè, 3z mà cộng 2t thay bằng cái này. Đúng không? Vâng, ngoặc ra 3x cộng 2y trừ đi 1,2 bằng 65,45. Ôi trời, nó dài ghê ha. Rồi các em cầm máy tính lên làm nha mẹ, điều này cho tôi. Hết chỗ rồi đấy các em. 27x đúng không? Cộng cho 3. Em lấy 27 cộng 35,5 nhân cho 3. Các em được đáp số bằng 133,5 đúng không? Đó, 133,5. Rồi em lấy nè. Em lấy 65. Ờ, nên 65 cộng 35,5 nhân 2 là 71 đó. 71 cộng 65 đúng không? Bằng 136 đúng không? Đúng chưa? Rồi sau đó em lấy này 65,45 là hai này nhân vô là trừ chuyển qua là cộng nha. Vậy bằng 65,45 em cộng cho 35,5 nhân 1,2 nha. 65,45 cộng cho 35,5 nhân 1,2 hết số. Đây là phương trình số 4 nha các em. Rồi từ 1 bấm hệ đi em. Từ 1, 4 suy ra x bằng, bấm đi em. 2,7,6,5,40,6 133,5 136, 108,05 hệ được x bằng 0.3 y bằng 0.5. Đầy đủ cho em. Tính được chưa? Tính phần trăm được không? Nha. Vậy tôi tính nha em. Phần trăm
tôi làm luôn nha, hết chỗ rồi. Phần trăm của nhôm bằng khối lượng của nhôm bằng mol của nó là gì? Là ít, mà ít mới tính ra là 0.3. Em bấm luôn về cho tôi 0.3 nhân cho 27 cho tôi, nhân cho 100% chia cho m hỗn hợp của nó, m hỗn hợp của nó là 40.6 cho tôi. Bằng 19.95. Rồi còn lại thằng kia thì biết rồi, nhẹ nhàng đúng không? Cuối cùng là phần trăm của cái em lấy 100% thì cho tôi đã 10.05. Trời ơi, trời ơi. Bài đúng không? Cuối cùng phải ghép tổng để xử lý. Trời ơi, đặt nhân tử nữa. Em hay là cái chỗ này nè. Cứ tưởng bài trở thành bế tắc rồi thật. Nha. Và cái chỗ này. Quy đồng của mẫu chỗ này, thấy không? Thấy không? Đó, đặt nhân tử này, không? Cẩn thận nha các em. Rồi, quá hay, em trình bày vào nha. Tiếp tục em quan sát thêm bài tiếp theo nha các em. Cho 24.9g hỗn hợp ít gồm bari oxit và một kim loại A có giá trị 0 độ ha. Bari oxit chắc anh biết là tác dụng được với nước rồi ha. Vào 79.2 ml nước. Có khối lượng riêng là 1g/ml. Khối đều thu được dung dịch Y và một chất đánh không tan. Wow, đánh không tan chính là kim loại A này. Tại vì bari oxit tác dụng được với nước mà, đúng không? Vậy là kim loại A không tác dụng á. Rồi, chất đánh là A đó. Rồi. Thêm tiếp H241M có khối lượng riêng 1.84g/ml cho đến khi không còn khí thoát ra nữa thì dùng được, thì dùng vừa hết 500ml dung dịch nha. Đồng thời thu được muối B có nồng độ 4.8% xác định kim loại A. Rồi giờ tôi phân tích bài hai các em. Tôi tóm tắt trước đi để khá giả ha. Rồi các em vào hướng dẫn tóm tắt cho biết nào. Ok. Thì cho biết nha em. Rồi, tôi phân tích bài này, cho 24.9g hỗn hợp ít 24.9g ít, trong đây gồm một cái oxit và một kim loại tên là A có hóa trị không đổi. Mình đặt hóa trị không đổi của nó là tí mình tự đặt nha, ít thuộc A bờ cờ gì thì các em vào 79.2 ml nước nha. Là vào nước, hòa vào nước. Có thể tích nào bằng nha, thể tích nước này. Thì sự cái này khỏi cho, mình cũng biết điều này luôn em. Em học trong vật lý rồi đó. Mình học trong vật lý mấy cái phần mà nhiệt lượng từ lớp 8 đúng không? Hoặc trong vật lý lớp 9 mấy các em nào học mà liên quan đến nhiệt lượng có ít tích em. Em lấy, em còn nhớ không? Bao nhiêu lít thì lấy bằng bao nhiêu gì? Bao nhiêu khí thì bằng bao nhiêu lít đúng không? Đó, còn là ml cũng vậy luôn. Thì tự ứng biết nha. Nha, đó, cái này ml nha, phải gam nha em. Mà nó cho thêm nữa em, cho thêm khối lượng riêng của nước này. Cho 1g/ml là tí mình tính cũng được. M D nhân V các em, đúng không? Rồi. Khối đều thu được dung dịch Y và một chất rắn không tan. Dung dịch Y ở đây chính là bari hydroxit. Đúng không các em? Tại vì bari hydroxit tác dụng với nước mà. Vậy chất rắn này chính là A. Đấy nha. Họ có tập phân tích cho nó quen. Chất rắn này không tan. Rồi, chính là A đó. Thêm tiếp H241M. Có nghĩa là cho cái này nè. Cho H4 vào đây. 1M. Nha các em. Có khối lượng riêng là D bằng 1.84g/ml. Wow, cái này khá hay nha các em nha. Cẩn thận điều này nha. Rồi. Cho đến khi không còn khí thoát ra nữa. Có nghĩa là chắc ăn thằng này vô đây, thằng này cũng tác dụng này, thằng này cũng tác dụng. Mà kim loại mà tác dụng axit thì ra muối và khí. Vậy có nghĩa là tác dụng hết A luôn, A bị tác dụng này. Nha. Thì dùng vừa hết 500ml nha. 500ml có nghĩa là ở đây nó có V dung dịch của nó. V dung dịch 24 là 500ml. Đây này. Rồi, tôi phân tích lại cho em coi nha. Nha. Thu được muối B có nồng độ 4.8%. Nồng độ muối B, đố em nồng độ muối B là gì em biết không? Em. Khi em cho bari hydroxit tạo tác dụng 24 thì cũng tạo thành muối, nhưng mà muối này là muối không tan. Muối không tan. Đâu tính được nồng độ. Chỉ có muối gì? Muối tan thôi, đúng không? Đó. Vậy muối tan ở đây chắc ăn là muối gì?
Mối đây chính là mối A A2SO4 chưa biết hóa trị luôn em. Nha, chưa biết hóa trị. Mình có thể đặt đây là số hóa trị của nó, mình đặt là gì em? N được không? Hay là X cho tùy cách em cũng được. Tôi đặt là N đi nha. Yêu cầu xác định công thức. Yêu cầu xác định kim loại E nha. Và E là gì? Đó, phân tích một cái bài khá dài nha. Tôi phân tích từng lý cho em nha. Ở trong đây có những cái gì giải quyết được hả em? Giải quyết nó ngay giùm tôi tìm được khối lượng của nước nha. M bằng D nhân V nè, D nhân V đó, em đi về đó, nhớ không? Nha, đó. Rồi em học trong vật lý học được này rồi đúng không? Ngà đơn vị ml, ngà đây là gam, gam đúng không? Này ml phải khỏi cần đổi gì hết, ml giờ phải ra gam. Vậy là lấy 79,2 nhân cho 1 bằng 79,2. Đây, cứ tính ra đi. Rồi, ở trong đây có cái gì nữa? Ở đây có nồng độ, có cái này. Tìm được cái gì em? Tìm được gì? Nè, có D, có V, tìm được M dung dịch. Đúng không? Tìm M dung dịch 24. Nên đây là M dung dịch 24, tìm ra luôn cho tôi. Còn có khả năng, tí mình sẽ dùng không? Chắc anh phải dùng nó rồi. Liên quan đến nồng độ phần trăm mà. Vậy thì M dung dịch thì bằng D nhân V. Đó, D nhân V luôn nha em. D của nó là 1,84. Em nhân cho tôi 500 dùng tôi. Em được đáp số bằng 920. Đơn vị là gì em? Gam. Rồi. Có nồng độ ngon. Đúng không? Có V dung dịch thì được ngon không? N bằng gì? CM. Đúng sao? Nhân cho V dung dịch đúng không? Vậy tìm được mol H4 rồi, tìm luôn cho tôi. Bằng CM bằng N. N bằng CM nhân V dung dịch, CM là 1. Đúng không? Nhớ lúc này ml, đối với trường hợp này ml em để ml. Còn nhưng mà khi mà tính mol thì ml phải đổi ra gì? Là lít nha. Nghĩ sao để 500 cho 500 mol này nha. Đó, hơn 500 mol là chết luôn đó. À, 0.5. À, 500 ml đổi ra 0.5 lít, vậy bằng 0.5 mol. Wow, có một dàn này rồi. Để đây. Rồi, chắc anh phải quy về cái này. Và tôi nói cái điều này cho em nghe nha. Đó, khi một bài khóa làm tôi khuyên các em làm ngược, cũng đứng làm xuôi. Vậy thì các em quan sát này, tôi phân tích sơ này. Chắc anh phải theo này rồi. A2SO4 đóng bằng N thì phải bằng tìm được khối lượng của nó. Nhân cho 100%. Chia cho gì em? M dung dịch sau phản ứng. Đây, những cái vấn đề cần giải quyết ở đây. Đây và đây. Nha, nghĩa phải giải quyết được hai cái đây. Vậy thì tôi phân tích cho các em coi nha. Rồi, trước tiên tôi phân tích coi có khả năng tìm được không? Tôi viết phương trình cho các em coi nè. Phương trình ha. Đầu tiên, bari oxit cộng với nước thì tạo thành bari hydroxit. Rồi, tiếp tục lấy toàn bộ này đem tác dụng với gì em? H24, vậy có nghĩa là bari hydroxit em tác dụng với axit sulfuric, em tạo thành bari sulfat đây, cộng cho gì em? Nước nha. Và tiếp tục cái kim loại này nó không là phải rắn ra, nó không tác dụng với nước mà, đúng không? Đó, cái thu với thu được chất rắn chứ. Còn nếu bài không có tạo ra chất rắn thì em hiểu đây là kim loại này tan được trong nước nha. Và kim loại tan trong nước em học thường là cái gì? Là chì bari kháng C, đúng không? Đó, vậy chất A này tiếp tục tác dụng với H2SO4 thì tạo thành A2SO4. Tôi chưa biết, người ta chưa cho hóa trị nha, mà hóa trị này không đổi, không thay đổi nha. Vậy thì đặt N, em kỹ hơn thì em gọi trên này cũng được nha. Ở đây tôi ghi chữ đơn giản như thế. Đó, rồi cộng cho khí hydro này. Rồi giờ tôi phân tích từng phần được rồi nha. Rồi, em quan sát. Rồi, ờ, 24,9 gram gồm này và này, gồm đây và đây nè, đúng không? Làm gì đâu có những chuyện gì đâu, đúng không các em? Mà mol H24 em để ý nha, mol H24 nó nằm ở hai phương trình chứ không phải một phương trình nha. Nó đây này, đây cộng đây với bạn không chấm nào, đúng không? Vậy thì bài này có đặt ẩn chưa? Có chứ.
Nè, 24,9 gram gồm khối lượng này cộng khối lượng này mà. Mà khối lượng bằng mol nhân mol lớn làm gì có cơ sở mol tiền. Đúng không? Mà mol H4 nó nằm ở mấy nơi? Em nhìn coi, mol H4 nó nằm ở mấy nơi? Hai nơi. Đúng không? Mol đâu biết đặt chỗ nào thì bắt buộc cái em muốn làm thì phải đặt hai ẩn thôi. Vậy em đặt đây cho tôi đi nè, x mol. Đây là gì em? Đây là y mol. Nha. Đó. Vậy x mol thì đây là x mol. Đây y mol cân bằng ta, cái này chưa cân bằng nha. F4 n thêm n lên 2n thêm n vô đây. 2 thêm 2 vô. Vậy thì ở đây này nhân chéo trên ngang. Y n chia 2 mol. Tìm ra đây luôn nha, phải liên quan đến này. Đây phải tìm được khối lượng của nó, phải tìm được mol. Vậy tôi nhân chéo trên ngang luôn. Vậy là nhân 1 chia 2, vậy là y chia 2 mol. Em hiểu ý chứ nói chỗ này chưa? Rồi hiểu được không? Em quan sát này. X mol bari xin có phải ở đây không? Ở đây không? Ăn đi mà. X mol. Rồi cái này cân bằng chưa? Tự cân chưa? Ồ chưa cân nha, thì 4 đô thêm 2 nữa em nha. Rồi, và x mol thì đây cũng gì luôn đúng không? X mol. Em lập những phương trình ra. Thứ nhất, lập tất cả những cái phương trình ra rồi thiếu những cái gì nào phải tính các bí quyết ra. Tự động nó lòi ra hết các em, đừng có lo lắng gì hết nha. Rồi, có phân tích này. Bài này cũng khá hay nha các em nha. Rồi, tôi phân tích nha. Rồi, tôi phân tích này, ta có. Thứ nhất là tôi lập về tổng khối lượng hỗn hợp. Khối lượng hỗn hợp này em. Khối lượng hỗn hợp gồm hai thằng này là mol nhân mol lớn, em lấy bari là 137 cộng 16 nhân cho mol của nó. 137 cộng 16 thì đáp số bằng 153, đúng không? Là 153 nhân x là khối lượng của bari oxit đó cộng cho khối lượng của e là ie, chưa biết là ie nghe. Bằng 24.9. Một phương trình cho tôi. Để đây thì có nói cái gì? Để đây. Đấy các em quan sát nè. Tổng mol H24 nha. Là đây và đây bằng 0.5. Có nghĩa là x cộng IN chia 2 nè. Đây ở đây là bằng 0.5. Mất ốc cho nó đẹp lên tính nè. Quy đồng trường mẫu đi. 2x cộng IN nhân tính lên 1. Đúng không? Phương trình số 2. Rồi, hai phương trình nữa nghe. Còn phương trình gì nữa không? Rồi, phương trình gì nữa? Rồi, còn cái nồng độ để xử lý thôi à. Đúng chưa? Rồi, phương trình này, phương trình này. Và cái nồng độ này. Mà muốn, đó cái đây đâu có em có thể thay được nha. Thế vô vẫn còn chút y, n với e. Không, dạ, đừng để bỏ đi. Em cứ để bỏ cho con. Một phương trình, hai phương trình nha. Còn khả năng phương trình nữa nghe. Phương trình là gì? Liên quan đến nồng độ phần trăm muối. Muối này muối B này chính là muối A hay 4. Còn cái muối này là muối. Muối này là muối kết tủa màu trắng này. Chất rắn là cái nồng độ gì? Nồng độ phần trăm dung dịch mà. Cái này chất rắn là đâu tính được. Vậy còn một phương trình nữa nè. Tôi sẽ lập nè. Mà muốn có nồng độ này phải nhìn được khối lượng này. Tôi tìm nha. Ok, tính được rồi. Khối lượng A2SO4 N là đây. Bằng mol. Mol của nó này em. Y chia 2 nhân mờ lớn của nó là 2e. À, cái này n có 4 là 96 nhân n cộng 96 n nhạc em 1 ý này biết ở đây nha, biết ở đây thôi nha, cái này ý mình tí xóa đi, tôi biết là mình định dạng thôi. Gam 1 em giải quyết được em này, giải quyết em này, cái này cái quan trọng trong này. Tôi sẽ tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng gì em? Bằng khối lượng chất tan cộng khối lượng dung môi, đúng không? Rồi, em khối lượng dung dịch sau phản ứng này gồm chất tan là gồm không? Có phải không? Đây nè. Gì nữa? Đây nè, hai thằng này hòa vào đâu? Vào nước, đúng không? Nó tạo thành dung dịch. Và mới đầu tiên, hòa nó vào nước thì tạo thành dung dịch bari oxit nào. Vậy thì khối lượng dung dịch sau đứng gồm khối lượng chất tan cộng cho khối lượng gì? Nước là dung môi. Đó là một giai đoạn. Giai đoạn tiếp theo cầm cái đó tác dụng H4 và cộng thêm gì em? Dung dịch H4. Bài này hơi bị rối như thế nha. Vậy khối lượng dung dịch sau đứng là chắc ăn bằng khối lượng của x cộng cho khối lượng của nước. Đây nha, em mình tính ra đây, đây, đây. Đúng không? Đó, hai cái chất rắn bari oxit và cái một kim loại đây vào nước là tạo thành cái dung dịch mới. Mà cái dung dịch mới này đem tác dụng với dung dịch H4. Vậy phải em phải cộng thêm mờ dung dịch H24.
chưa có xong. Thế xong rồi nữa, chất rắn nặng này trừ đi khí bay lên, đúng không? Vậy thì trừ đi khối lượng bari SO4, trừ đi khối lượng của khí thì đâu nghe cái này nghe không, tối lên rồi hiểu chưa? Rồi vậy cho bằng nhá, S nó bằng bao nhiêu? 24.9. khối lượng nước bằng bao nhiêu em? 79.2. khối lượng dung dịch H2O4 920. khối lượng bari đây em đặt đây cho con, đây là chữ gì em? X mol. Các em tìm bari hydroxit đường không? 233 đúng không? M lớn của nó là 233 nhân x, ví dụ 233 nhân x trừ đi khối lượng hydro này em, mol của nó này, grab mol em nhân chỉ hữu chỉ ngang, vậy là In chia 2 mol nha các em. Vậy của nó, vậy thì nó bằng này em, In chia 2 nhân M lớn của hydro nó bằng mấy em? Các bạn 2 không? Đó, nhân 2 rồi. Rồi các em cộng này chúng tôi nè, cộng hết cái này lại chúng tôi 3 1024,1 đúng không? Đó. Rồi trừ đi 233 x, cái này đơn giản là còn trừ đi In, đây là gam này, thấy chưa? Rồi giờ tôi sẽ lập nè, giờ tôi sẽ lập phương trình này giải quyết được vấn đề này, thấy không? Đến thui luôn rồi mà chưa thấy ra đâu vào đâu các em, thấy ghê không? Rồi tôi xóa nhẹ rồi. Rồi, xử lý như thế nào đây? Gà nhỏ quá. Rồi, giờ tôi phân tích nha. Rồi, vậy từ đây suy ra nồng độ phần trăm A2SO4 đóng ngoặc N lần lên bằng bằng khối lượng của nó này em. Nè, cái này em tôi làm nhanh cái này em để ý vô nè. Tôi làm nè, tôi đặt hai nhân tử đó ngoài được không? Đặt hai ra ngoài, mất hai ra đi cho nó đỡ ghi cho nó rồi nhỉ nha. Đó, đặt hai ra ngoài mất này, đặt hai ra ngoài thì 96 chia 2 được, đúng không? Mà bằng 48, đúng không? Vậy thì tôi ghi vậy nè, khối lượng của nó là I mở ngoặc A. Rồi tôi đặt hai ra ngoài đơn giản mất ngoài này rồi. Bằng 48 N nhân cho 100% các em. Chia cho cái này nè. 1024,1 trừ 233 x trừ đi In phần bằng bao nhiêu em? 4,8. Đây là phương trình số 2 em ạ. Rồi làm sao đây? Đây, từ phương trình nào? Phương trình 1 này, phương trình 2 này. À, thế IN nha, em thấy có IN không? IN nó thay bằng 1 trừ 2x được này. IN thay bằng 1 trừ 2x này. Đó. Rồi tôi nhân vô có thể là xuất hiện IN nữa không? Bài đưa về một tận. Bạn thấy không? Không, cái hay của toán là như vậy đó. Nha. Cái thứ hết nha. Tôi này, mới đầu tôi viết ra đây, tôi biết đâu, giờ tôi viết nào thế này, giờ tôi làm rộng thế này. Em quan sát nha. Rồi. Giờ cái tương đương đây nha, còn chỗ không? Tôi viết đây nha. Em mà chưa nhìn được thì nhìn đây 4,8. Cái này là tôi nhân vô nhằm là IA. Nhân vô nè, 48 IN nha, đóng ngoặc lại đi. Nhân cho 100%. Bỏ hai bên phần trăm nó bỏ luôn nha, cái này phần trăm này số 3 này. Bỏ phần trăm hay bỏ phần trăm luôn. Chia cho 1024,1 em trừ 233 x trừ đi IN đúng không, bằng 4,8. Đó, có rất nhiều em tới đây là bị gọi là bế tắc nha. Rồi coi tôi làm cho các em coi thành công hết, không phải lo lắng gì hết nha. Coi nè, em thấy IN em thấy IN không? IA tôi thay bằng cái gì? Cái này trừ đi cái này ra một ẩn x. Thế IN thay vào 1 trừ 2x còn x. Thế IN thay vào
thay vào chỉ có một ẩn, em bấm shift show tìm ra x. Mà x chính là gì? Mong. Thấy chưa? Đó, phải khôn ngoan chỗ này nha. Tương đương, tôi cái này tôi làm nhanh nè, tụi em. Tôi không có nói gì, các em để ý nha. Đi giải bài cho nó nhá. IA nè, IA nè. Rất đơn giản, thế 24.9 thế bằng 24.9 trừ đi 153 nhân chữ x nha. Đó là IA đó. Tôi đóng mặt lại nào. Cộng cho 48. Đối đề là thế không? Hoặc vuông lên nha em. Mở ngoặc 48 IN. IN này cộng chuyển qua là gì? Trừ 5 phép thế đó. 1 trừ 2 x. Em rút máy tính ra cho tôi. Bấm mà máy tính hết không có giải tay. Chia cho 124.1024.1 trừ 23 233 x trừ đi IN. IN nha. Mà IN đây nè bằng 1 trừ 2 x. Mở ngoặc ra 1 trừ 2 x. Các em bấm máy tính thì bấm cẩn thận luôn. Dùng hai ngoặc luôn không sao hết. Hai cái ngoặc đây, ngoặc này, ngoặc tròn, thêm ngoặc tròn ở đây nữa. Rồi băng 4.8 đây. Đây em lúc máy tính này bấm shift show dùm tôi. Không có cần phải giải tay gì hết á. Nha, nhập vô 24.9. Đầu tiên mở cái ngoặc này. Đó, nhập vô rồi, vô đây. Mở cái ngoặc, đóng cái ngoặc, đóng thêm cái ngoặc tròn nữa. Rồi chia cho nguyên cái cục này là đó, rồi đóng vào mở ngoài bằng 4.8, bấm shift số lại cho tôi. Ôi, bấm máy tính nhẹ nhàng ra 0.1. Thấy em chưa? Hết ra 0.1 coi như bài toán là thành công nha. Rồi, rồi giờ thay x vào nha. Mình có x nè. Mình thay có x nè, đúng không? Thay vô tìm được IN. Đúng không? Có IN. Có in thế đi vào đây. Rồi biểu diễn A theo IN. Lập bảng ra thành ra. Đúng không các em? Đó. Rồi. Rồi x bằng 0.1. Từ đây suy ra IN là các em dùng máy tính bấm nhanh dùm tôi cái này thôi. IN là cái gì? Nha, em lấy cái này nè. Lấy 1. Đúng không? Lấy 1 trừ đi 2 nhân cho 0.1. Đúng không? Vậy thì bằng 0.8. IN bằng 0.8. Đúng chưa? Đó, nhẹ nhàng. Rồi. IN bằng 0.8 rồi đúng không em? Là thế bao nhiêu này em? Chuyển quá. Hiểu rồi không? 0.8. Từ đây suy ra y bằng cái gì? Tương đương y bằng cái gì em? Chuyển quá. 0.8 chia n. Rồi. Đúng chưa? Rồi tôi thay vào đây nè. Hoặc em có IN này em. Khi em có phương trình IN đúng không? Em có thể IN. IN vào đây nè. IN vào đây mà vẫn còn chữ ở này, vậy thôi thế vào đây cho dễ này. Có y đúng không? Thay vào nha. Đây, từ 1 suy ra 153 nhân cho x là 0.1. Đây này em, đây này em. Rồi cộng cho y, mà y y bằng 0.8 chia cho gì? N bấm bấm nghiệm ảo cho tôi. Chia n nha. Nhân cho a là cái chất đang cần tiền này bằng 24.9. Rồi tương đương. Rồi. Này quy đồng lên đấy em. Bấm bấm ảo làm sao? Bấm nguyên cái dàn này ra, đừng bấm chữ này thôi. Sau đó ra đáp số nhân n làm sao nha. Hoặc em quy đồng này, lên đây là n, đúng không? Quy đồng lên. Có nghĩa là 24.9 n trừ đi 153 nhân cho 0.1 n. Đó. Rồi sau đó chia cho 0.8 a bằng 12. Quá trời đẹp. 12 n. Thấy chưa? Lập bảng em. Cuối cùng bài cũng ra, đúng không? Khá là hay ha. Từ đây ta có, từ đây nè, từ đây suy ra nha. Tôi lập bảng nha các em. Nó hết bảng rồi, tôi có thể viết bài không? Đây này, n là hóa trị đó các em. Nha, mà hóa trị có khi mà dao động từ 1 đến 3. Ha, nó không được nữa thì còn cái 8 phần 3 nữa các em nha. À, tôi thay bằng 1 vô, ra 12. 2 ra 24, 3 thì ra 36. 24 chính là 3 dê nè. Loại kim loại nào mà hóa trị 1 mà 12 carbon được, hay carbon nó phải kim loại, nó phi kim. Đó, loại. Kết luận vậy.